Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị theo dõi một số nội dung chính có trong chương trình hôm nay, Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2016. Bánh tét ngày xuân, hương vị không thể thiếu, làm nên hồn cốt văn hóa dân tộc trong ngày Tết cổ truyền. Một cơ chế nóng đã được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thiết lập nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc trong việc cung ứng thuốc phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương đối với những gia đình chính sách, dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Long An đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm và chúc Tết, bày tỏ lòng tri ân đối với sự cống hiến của các gia đình cho đất nước. Tại huyện Thủ Thừa, đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm đã đến thăm tặng quà Tết cho 5 gia đình chính sách và hộ nghèo ở xã Tân Thành, trong đó 3 gia đình chính sách là gia đình bà Lê Thị Tám, bà Võ Thị Y và bà Trần Thị Hiểu, 2 hộ nghèo là ông Nguyễn Trang Chủ và bà Bùi Thị Hoa, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Ông Nguyễn Minh Lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các gia đình đón một mùa xuân mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, động viên các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, Nguyễn Minh Lâm cũng đã đến chúc Tết lãnh đạo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Tân Thành, bày tỏ mong muốn với kết quả đạt được trong năm 2015, địa phương cần phát huy nhiều hơn nữa để năm 2016 đạt được những thắng lợi mới. Tại huyện Cần Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Văn Sướng đã đến dự lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Loan, ấp Rạch Bọng, xã Tân Lân. Gia đình bà Loan thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn nhà ở. Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất nhập khẩu Thành Trực hỗ trợ 30 triệu đồng. Thông qua sự vận động của ông Đặng Văn Sướng, tại lễ bàn giao nhà, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng nhà tài trợ, chính quyền địa phương tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Văn Sướng cũng đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho 5 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Lân, huyện Cần Đức. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, các địa phương trong tỉnh tổ chức họp mặt chúc nhau năm mới sẽ gặt hái nhiều thắng lợi mới, tin từ các địa phương. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe lãnh đạo huyện Cần Giuộc thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2015. Theo đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sâu sát của các cấp ủy đảng, toàn huyện đã thực hiện đạt vượt 17 trên 19 chỉ tiêu nghị quyết huyện ủy. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 6 xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn đô thị loại 4, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2016, huyện Cần Giuộc quyết tâm duy trì ổn định phát triển kinh tế, sớm đưa địa phương xứng tầm là huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng giấy khen cho 51 cá nhân là cán bộ ấp, khu phố đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015. Trong buổi họp mặt mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016, lãnh đạo huyện ủy Châu Thành bày tỏ lòng biết ơn trước sự đóng góp công sức trí tuệ của các cán bộ hưu trí, cán bộ nguyên là lãnh đạo huyện, góp phần giúp đảng bộ huyện có những chủ trương đúng đắn, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Trong năm qua, với sự đóng góp ý kiến kinh nghiệm hết sức tâm huyết của cán bộ hưu trí, cán bộ nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, huyện ủy Châu Thành đã đề ra và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tổ chức đoàn đến thăm chúc thọ và tặng quà cho các cụ tròn 90 tuổi, 100 tuổi và trên 100 tuổi hiện đang sinh sống trên địa bàn thị xã. Đến thăm các gia đình người cao tuổi và trao thiếp mừng thọ cũng như chải lụa của Chủ tịch nước cho các cụ tròn 100 tuổi, bằng chúc thọ quà của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho các cụ tròn 90 tuổi và bằng mừng thọ quà của Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường cho các cụ trên 100 tuổi. Các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ và gia đình, đồng thời động viên các cụ tiếp tục là tấm gương sáng, vận động con cháu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục có những hoạt động thiết thực quan tâm chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi. Trong dịp này, đoàn cũng đã đến trao thiếp mừng thọ 100 tuổi giải lụa của Chủ tịch nước cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gấm, trao bằng chúc thọ tròn 90 tuổi và quà của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Như. Dịp này, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Kiến Tường phối hợp cùng Hội người cao tuổi thị xã cũng tổ chức thăm tặng quà và chúc thọ 19 cụ cao tuổi khác trên địa bàn thị xã. Được biết, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016,
toàn thị xã Kiến Tường có 54 cụ ông, cụ bà tròn 100 tuổi, trên 100 tuổi, già tròn 90 tuổi được chúc thọ tặng quà, trong đó có 6 cụ ông, cụ bà tròn 100 tuổi. Chuyển sang một số nội dung khác. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán Bính Thân đã cận kề. Đây cũng là lúc nghề sa nhang trên địa bàn huyện Cần Đước bước vào thời điểm sôi động. Là nghề truyền thống nên tại các cơ sở, các hộ gia đình, không khí làm nhang khá khẩn trương để kịp cung ứng phục vụ Tết và các ngày lễ lớn. Ở Cần Đước, sa nhang đã trở thành nghề thoát nghèo của nhiều gia đình, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nhất là tại các xã Tân Lân, Mỹ Lệ, thị trấn Cần Đước, Tân Ân và rải rác ở các xã Dùng Hạ. Chính vì vậy, vào mỗi dịp Tết, các cơ sở lại tăng giờ làm để kịp cung ứng cho thị trường. Ngày thường hồi lúc trước thì nó kiểu như ngày thường một tuần này chừng 3-4 bao, còn giờ ngày Tết thì kiểu như mỗi ngày là mới có luôn, đúng tuần có đủ luôn. Nhiều khi nó dư chút rảnh là mình phi, mình thức dậy, mình xe xuống, đặng Tết cũng có mình giao cho người ta. Hơn 2-3 tháng nay, cơ sở của chị Nguyễn Thị Kim Loan ấp 4 xã Tân Ân, ngoài tăng cường nhân công tại cơ sở, chị còn hỗ trợ bột và tăm cho một số hộ làm tại nhà. Mỗi tuần cơ sở của chị cung cấp từ 5-6 tấn nhang. Riêng những ngày cận Tết, lượng hàng tăng gấp đôi. Tháng cũng tính ra một ngày, một tuần tính ra cũng 2 chuyến. Còn nếu mà mình làm một Tết á, thì tuần thì nó nhích lên 3 chuyến, 4 chuyến. Nghề làm nhang đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Cần Đước, trải qua biết bao thăng trầm của thời gian vẫn tồn tại và có sức sống cho đến ngày nay. Đến Cần Đước những ngày xuân, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những thân nhang nhuộm sắc đỏ vàng phơi mình trong nắng, góp phần hương thơm cho ngày xuân thêm ấm áp. Thưa quý vị, từ lâu, bánh tét hiện diện như một nét văn hóa độc đáo của người dân Nam Bộ. Dù giàu dù nghèo, trong dịp Tết biếu nhau một cặp bánh tét cũng đủ thể hiện tấm lòng nghĩa tình. Bây giờ, cuộc sống gấp gáp, thời gian cho ngày Tết không còn nhiều, rất ít gia đình quây quần nấu bánh tét đêm giao thừa, nên người ta đành cậy nhờ hương vị bánh tét thị trường. Chính nhờ vậy, bánh tét đặc sản các địa phương, trong đó có bánh tét Đức Hòa, đua nhau về thành thị, góp phần vào bức tranh đa dạng của bánh tét khắp các vùng miền. Đã từ lâu, khu vực 2 thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa được biết đến với tên gọi quen thuộc, xóm bánh tét. Và mỗi độ Tết đến xuân về, xóm bánh tét ấy là càng tất bật hơn để chuẩn bị cho một mùa bánh tét với những hạt gạo trắng ngần, đậu xanh, thịt ba chỉ, đến những chiếc lá chuối, lá dong xanh nõn nà. Sau khi đưa ông Táo về trời, nhất là từ ngày 25 đến 29 âm lịch, cả xóm bánh tét đều tỉnh giấc từ lúc 3 giờ sáng. Không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên, nhà nhà rộn ràng cả ngày lẫn đêm, không khi nào ngơi tay cho tới tận khuya. Người rửa lá, người gói bánh, người chuẩn bị củi lửa để nấu, phục vụ những đơn hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là tận Tiền Giang, Tây Ninh. Một ngày sớm ơi, giống như là tới chiều là gì gói khoảng là 500 đòn. Còn những người hơi lẹ tay chút nữa là khoảng là 700 hoặc 1.000. Đó, còn như bạn hàng á là thường ngày á là 5 bạn hàng. Tết á là bạn hàng những thành phố qua lên họ đặt một người là 1.000, 2.000 đòn hoặc 3.000 đòn. Cọt thì nắng nhân rồi đi khoảng 30 người. Bà Hồ Thị Ngọc Nga, 60 tuổi, người có hơn nửa đời người gắn bó với nghiệp làm bánh tét cho biết. Trung bình mỗi ngày, bà làm cho khoảng 300 đòn bánh tét nhỏ. Nhưng đến Tết, số lượng này tăng lên gấp đôi 3 lần với khoảng 800 đòn. Nhưng là bánh lớn, loại từ 1,5 đến 4 kg, với giá bán dao động từ 30.000 đến 70.000 đồng một đòn. Theo bà Nga, bánh tét là bánh cổ truyền, ai cũng có thể làm được, nhưng gói sao cho vừa ngon, vừa đẹp, không dễ, bởi bánh chỉ có 3 nguyên liệu chính là gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ. Thế nên, việc lựa chọn nguyên liệu gần như là yếu tố quyết định đến chất lượng bánh. Không thể làm giàu từ nghề làm bánh tét, nhưng chính nghề truyền thống này đã tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân ở đây qua bao thế hệ, với thu nhập bình quân của mỗi người thợ từ 100 đến 150.000 đồng một ngày. Đó là ngày thường, còn vào ngày Tết, mỗi người thợ có thể kiếm 500.000 đồng một ngày. Trong xóm bánh tét này, không chỉ có các dì, các bác lớn tuổi, mà những cô gái trẻ, kể cả các em trai mới mười mấy tuổi đầu, cũng đã có thể gói bánh, buộc dây nhanh thoăn thoắt, trông rất chuyên nghiệp, hứa hẹn nghề làm bánh truyền thống sẽ không bị mai một.
Nếu như kỳ công nhất là khâu gói bánh, thì nấu bánh sẽ là khâu mất nhiều thời gian nhất. Do ngày thường, mỗi ngày anh Trần Văn Bảy chỉ nấu từ 4 đến 6 nồi bánh như thế này, thì ngày Tết số lượng tăng lên 20 nồi. Anh phải thức canh suốt đêm không được chợp mắt. Tuy vất vả là vậy, nhưng rất ít người bỏ nghề, bởi mọi người đều tâm niệm. Làm bánh tét, ngoài việc mưu sinh, còn là để tưởng nhớ tới tổ tiên ông bà và cũng để góp chút hương vị xuân đến với mọi gia đình. Thức sáng đêm luôn thay ca nhau, ba bốn người nấu là kiểu như bếp thì ngủ chút xíu thay ca nhau rồi cái nấu sáng đêm luôn nó hoài. Hết nồi này cái vớt ra cái bỏ nồi kia vô cái không có cho nghỉ luôn mà. Những nồi bánh đầy ắp được đun nấu từ 6 đến 8 giờ đồng hồ sẽ cho ra lò những đòn bánh thơm ngon, đậm đà hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, gửi gắm ước mong chờ một mùa xuân ấm no hạnh phúc. Nhân dịp Tết Bính Thân năm 2016, tuần qua, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến chúc Tết thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội và làng thương binh Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Giang Cần và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tặng quà và chúc các đối tượng chính sách xã hội đón năm mới Bính Thân 2016 thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đồng thời bày tỏ tình cảm, lòng tri ân sâu sắc đối với thương bệnh binh, những người đã không tiếc tuổi xuân xương máu để thế hệ trẻ hôm nay có những mùa xuân hòa bình. Tuần qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Văn Liên cũng có nhiều chuyến thăm chúc thọ các cụ cao niên trên địa bàn tỉnh. Tại những nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các cụ mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo, đồng thời mong gia đình quan tâm chăm sóc các cụ chu đáo, qua đó thể hiện lòng tri ân đối với công lao của các bậc tiền bối. Về tổ chức chúc thọ người cao tuổi là nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đối với người cao tuổi. Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tuần qua đã tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra 8 cơ sở trên địa bàn thành phố Tân An và huyện Bến Lức, đoàn đã thu mẫu phân tích 6 cơ sở về các chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2016, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán. Mời quý vị theo dõi phần tổng hợp tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, tuần lễ từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản. Về tình hình trật tự, an toàn giao thông, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 6 người chết, 3 người bị thương. Lực lượng chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý 1.980 trường hợp vi phạm, phạt hơn 2 tỷ 100 triệu đồng, tước 201 giấy phép lái xe. Một đường dây nóng đã được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thiết lập nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc trong việc cung ứng thuốc, phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên Đán. Với bất cứ sự khó khăn nào về cung ứng thuốc, người dân có thể gọi đường dây nóng này để được hỗ trợ. Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc Sở, yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế cần chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24/24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016. Phân công cán bộ chuyên trách về dược trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 để theo dõi, nắm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc trên địa bàn. Cục Quản lý Dược cũng công bố đường dây nóng có cán bộ trực với hai số 0438 461 525, 0988 721 299
để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc mua thuốc điều trị dịp Tết Nguyên Đán. Nhằm góp phần trang trí đường phố chào xuân mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia xã hội hóa việc trang trí Tết âm lịch tại các tuyến đường và tại một số khu vực trung tâm thành phố. Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ đào tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp tham gia phục vụ trang trí Tết. Trước mắt, các tổ chức cá nhân có điều kiện có thể tham gia đầu tư trang trí Tết tại khu vực trước trung tâm hành chính của thành phố. Đồng thời, tại khu vực các khu dân cư, khu tập thể, giao Ủy ban Nhân dân các xã phường cùng với tổ chức cá nhân và nhân dân tiến hành chỉnh trang dọn dẹp nhằm tạo không khí đón Tết rộng khắp trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng cũng đã giao cho một số công ty tiến hành trang trí, nâng cấp điện chiếu sáng, phục vụ Tết tại tuyến đường lớn, thống nhất đề xuất trang trí hoa và điện chiếu sáng theo hình thức và quy mô do chủ đầu tư đề xuất tại khu vực chỉa hè đường Bạch Đằng, phía bắc đuôi cầu Rồng. Với công tác xã hội hóa trang trí phục vụ Tết này đã góp phần làm cho phố phường Đà Nẵng lộng lẫy hơn trong dịp Tết Nguyên Đán này. Không rút được tiền tại các máy ATM luôn là nỗi lo của nhiều người dịp giáp Tết Nguyên Đán, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có đông công nhân lao động ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù các ngân hàng đã đưa ra nhiều biện pháp, nhưng việc rút tiền ở những cây ATM nơi có đông công nhân vẫn phải xếp hàng chờ đợi. Những cụm ATM này tại khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh thường trong tình trạng quá tải vào những ngày lãnh lương hàng tháng, chứ không chỉ mỗi dịp Tết đến. Lúc cao điểm, mỗi người có thể phải chờ từ 30 đến 40 phút mới tới lượt mình rút tiền. Mặc dù các ngân hàng đã bố trí nhiều máy ATM tại một điểm và rải rác làm nhiều điểm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, nhưng khó mà đáp ứng nhu cầu cùng một lúc của hàng nghìn công nhân. Những ngày lãnh lương của em thì nó hơi đông hơn chút, còn không thì em canh những cái ngày thường mọi người ít lãnh lương hơn á, không trùng với mình á, thì mình rút những cái ngày đó thoải mái hơn á, chứ khỏi phải xếp hàng chờ đợi. Lúc lãnh lương với gần Tết này thì nó hơi đông, bình thường thì cũng vắng tanh rồi, có xếp hàng gần chục người mà ở ngoài còn đứng nữa. Từ thực tế này cũng như các dịp Tết trước, nhiều ngân hàng tại các khu vực có đông khách hàng đã chủ động chuẩn bị các giải pháp để khách hàng rút tiền một cách thuận lợi nhất trong dịp Tết năm nay. Ngay tại các cây ATM, ngân hàng cũng sẽ dán số điện thoại để người sử dụng dịch vụ có thể liên lạc khi các cây ATM có sự cố. Của phòng thẻ cũng như là sự chuẩn bị của đơn vị kinh doanh á, thì trước Tết á, khoảng mấy ngày á, phòng thẻ sẽ yêu cầu là tiếp một cái khoản lượng tiền bao nhiêu cần đủ trong cái thời gian đó, và đơn vị kinh doanh á, phải chuẩn bị một cái lượng tiền đó, có nghĩa phải lựa tiền sạch, lựa tiền đẹp để mà khi đưa vô sử dụng á, không có bị trục trặc về vấn đề mà tiền gấp, tiền bất hợp lệ gì để làm phiền lòng khách. Để đảm bảo các cây ATM hoạt động thông suốt trong những ngày cận Tết, khi nhu cầu sử dụng tiền mặt tăng cao, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại phải tăng cường kiểm tra giám sát tồn quỹ tại các cây ATM để bổ sung kịp thời kể cả số lượng và chủng loại tiền, không để tình trạng thiếu tiền xảy ra.